Bạn đã từng thấy đánh cá ở biển, bãi bắt được một con heo chưa? Điều này khiến ra Alpha sợ chết khiếp. Con heo mọi kỳ dị chẳng biết chui từ đâu ra. Phải biết rằng, đối với một người theo đạo Hồi như ông ta, heo là một loài vật không sạch sẽ. Chưa kể, con heo này cứ nhìn chằm chằm ông ta. Ra Alpha vội vàng nấp trong khoang thuyền. Thấy con heo nọ sắp sửa tiến vào, ông ta vội vàng khép cửa, vừa vặn kẹt trúng đầu con heo. Má ơi, tôi đã đắc tội ai cơ chứ? Không đâu lại giáng con heo này xuống đầu tôi. Sau đó, Ra Alpha ngẫm nghĩ, chắc là con heo đói rồi. Thế là ông ta lấy cần câu, treo một con cá lên, từng bước dụ dỗ con heo, muốn khiến nó tự nhảy xuống biển. Không ngờ đến, con heo không những không nhảy, mà cần câu của bản thân lại tự rơi xuống biển. Không thèm quan tâm nữa, trước tiên đành về nhà tắm gội cho trôi hết mùi heo trên người. Con heo này nhất định không được để người khác phát hiện, bởi vì tại Palestine, người ta quan niệm heo sẽ mang đến điều không may. Vì thế, ông phải nhanh chóng xử lý con heo. Thế là, Ra Alpha bèn phải cải trang. Vài hôm trước, ông ta kiếm được một đôi giày da. Tuy quần áo chả ra làm sao, nhưng mang một đôi giày tốt cũng đồng nghĩa với thể diện của người đàn ông được tăng lên mấy phần. Thế là Ra Alpha tràn đầy hơi thở đàn ông, bước vào ngân hàng. Lần này, ông ta đến không phải để vay tiền, mà là hỏi giám đốc ngân hàng thích ăn xúc xích không. Thế nào, anh định tặng xúc xích cho tôi à? Tôi có một con heo muốn bán cho anh. Hả? Một con heo to như vậy tôi phải ăn đến một quýt nào mới xong chứ? Tôi bán 200. Mau đi đi. 100. 50. 2 đồng được không? Cút đi. Có miễn phí tôi cũng không cần. Ra Alpha cũng sợ hãi, vội vàng rời khỏi. Lúc đi đường không cẩn thận va trúng một bao xi măng, khiến chiếc giày bị sứt đế. Thật là suối quẩy mà. Slim thấy ông ta cứ mặt mày nhăn nhó, bèn hỏi ông ta bị làm sao. Thế là Ra Alpha một mạch kể hết ra. Slim thẳng thừng bảo giết luôn không là được rồi sao. Nhưng Ra Alpha không muốn hai tay mình nhuốm đầy máu heo. Salim bèn nói nếu vậy, ngày mai tôi sẽ đưa anh một cây súng để anh bắn nó. Nhưng trước lúc đó, anh phải cho tôi xem trước. Vì cả đời này, tôi chưa từng ăn thịt heo, cũng chưa từng thấy heo bao giờ. Cứ như vậy, hai người đến bờ biển xem heo. Slim hỏi đây là quái vật à, làm sao mà người ta ăn nó được vậy? Lúc sau, Ra Alpha thầm nghĩ, giết con heo rồi, còn có thể bán thịt lấy tiền đó. Dù gì bản thân cũng đã khổ cực câu được mà. Ngay sau đó, Ra Alpha bèn đến chợ biên giới đăng ký, định bụng tìm một người mua thịt. Nhưng anh lính này lại nghe nhầm thành Ra Alpha muốn bán thân. Đây không phải là đang quấy rối à? Bèn đuổi thẳng cổ ông ta. Thịt không bán được nữa, Ra Alpha vẫn mượn súng của Slim đi giết heo. Chỉ thấy Ra Alpha cầm một khẩu AK, nhắm về phía bầy hải âu trên trời xà đùng đùng. Bắn trúng rồi, lòng tự tin cũng trỗi dậy, dũng khí giết heo cũng dâng trào. Tiếp đó, Ra Alpha nấp trong khoang hàng, đợi đến lúc con heo đi đến. Ra Alpha nghiến răng, nín thở bóp cò, nhưng không bắn trúng. Tiếp đó, Ra Alpha đuổi theo con heo, định làm một phát giải quyết triệt để gọn ghẽ. Thế nhưng, khi nhìn con heo thì lại không nỡ ra tay. Nhưng Ra Alpha vốn là một kẻ trọng sĩ diện. Lúc trả súng, ông ta vừa nói với Slim rằng con heo bị giết rồi. Salim nói tiếp thật, nếu bán cho đám người Nga ở khu định cư, phòng chừng sẽ được giá hời đấy. Ra Alpha không nhiều lời, lập tức chạy đến gần biên giới. Đến chỗ một cô gái người Nga đang cày cấy, nói rằng, này, các cô có cần mua heo không? Cô gái hỏi là heo đực hay heo cái. Hỏi xong liền bỏ đi mất. Đợi tôi một chút, tôi đem tới cho cô xem. Ra Alpha nhân lúc con heo đang ngủ, xác nhận giới tính của nó. Sau đó vội vàng vàng trở lại báo cho cô gái biết là heo đực. Vẻ mặt ông ta lúc này so với nghe tin vợ đẻ còn muốn vui hơn. Cô gái bất ngờ bảo không cần heo, cô chỉ cần nó để lấy giống sinh heo con. Ra Alpha lại trải qua một phen thất vọng. Về đến nhà, ông ta trằn trọc cả đêm, cảm thấy số tiền này nhất định phải kiếm được. Thế là nhân lúc vợ đang ngủ, ông ta đã lén lấy trộm lọ nước hoa. Hôm sau, mới tờ mờ sáng ông ta đã đến tìm con heo, nhưng nó không chịu phối hợp. Ông ta tái máy tay chân không biết làm sao, mà Ra Alpha cũng thiếu kinh nghiệm, bận rộn suốt một buổi sáng, vắt óc tìm đủ cách cũng không thu được gì. Sau đó, ngồi trên thuyền hít thở nghỉ ngơi, nhìn xung quanh không một bóng người, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, ông ta tháo thắt lưng, quay lại bán lọ nước hoa cho cô gái. Cô gái ngứa qua, sau đó nói, đây chẳng phải quá ít rồi sao, lần này cứ quyết như vậy đi, lần sau mà còn ít như vậy thì không mua nữa. Lần này Ra Alpha trở thành hộ lý chăm sóc sức khỏe trước sinh sản cho con heo đực, chuẩn bị chu đáo xong. Tiếp theo, ông ta bắt lấy một cậu bé bên đường, bảo cậu nhóc mua hộ một ít thuốc. Ông ta muốn mua thuốc định nhét thuốc cho cá, sau đó lại lấy cá đó cho heo ăn. Ông ta còn dán đầy hình heo cái cho nó xem. Cứ thế, Ra Alpha thành công lấy được giống hàng thật giá thật. Ngay lúc đang trên đường đi tìm cô gái Nga nọ, Ra Alpha bỗng dưng bị cảnh sát chặn lại. Viên cảnh sát một mực bắt ông ta nộp phí thông hành. Ra Alpha làm gì có tiền, cảnh sát không tin, bèn lục túi Ra Alpha lấy ra một cái lọ, hỏi đây là cái gì. Ra Alpha bị dọa sợ, vội bảo rằng thứ đó là thuốc chữa hoại tử xương đùi, là một loại bệnh phong khớp. Cảnh sát lại bảo anh ta vừa hay dạo này cũng hay đau nhức chân. Nói rồi cầm lấy chiếc lọ, làm một hơi nốc sạch, ngay lập tức cảm thấy cả người khỏe lên không ít. Ra Alpha khóc thầm trong lòng, đành chịu vậy. Ra Alpha lại quay về kiếm một lọ khác. Cô gái Nga trông thấy Ra Alpha mang đến một lọ đầy, liền vui vẻ trả tiền ngay. Ra Alpha cũng vui mừng khôn xiết. Trên đường về, đạp xe trên con đường lộng gió, ông ta thầm nghĩ, lần này cuối cùng cũng kiếm được tiền về.
Thế nhưng, bỗng dưng nghe thấy một vị mục sư bảo rằng, ông ta nói ở cùng với heo là một việc cực kỳ bẩn thỉu. Kiếp sau nhất định sẽ trở thành heo, vẻ ngoài dơ dáy, vĩnh viễn không thể đổi đời. Gia Erfa nhằm để ngoại hình không dơ bẩn, đặc biệt mua một bộ đồ mới. Lần này trông không còn lôi thôi nhem nhuốc nữa đi. Nhưng khi về đến nhà, vợ Gia Erfa thấy hôm nay ông ta trông lạ lẫm chẳng giống ngày thường, bèn hỏi: "Cái gì đây, đổi nghề sang bán xiên cừu à?" Gia Erfa đưa vợ xem bộ quần áo mới và đồ trang sức mà ông ta vừa mua cho cô. Cô vợ ngay lập tức vui như mở cờ trong bụng, quyết định hôm nay sẽ không cằn nhằn ông ta nữa. Ai mà ngờ đến, nghèo khổ cả một đời, vậy mà chỉ nhờ một con heo mà đổi đời. Nhưng tiệc vui thì chóng tàn, cô gái Nga không muốn mua giống nữa. Vì cứ mãi phối giống thất bại nên muốn được tự mình lấy giống. Điều này khiến Gia Erfa càng thêm khó xử. Thế là Gia Erfa đến bãi rác kiếm được một chiếc máy giặt bị hỏng. Trong chớp mắt, Gia Erfa chở theo con heo đực bước chân vào con đường phối giống heo. Nhưng lúc đi trên đường lại tiếp tục bị viên cảnh sát hôm nọ chặn lại. Ông ta muốn lấy thêm lọ nữa vì lần trước uống chưa đủ. Gia Erfa làm ngơ tiếp tục đi tiếp. Sau đó Gia Erfa thuận lợi giao con heo đực cho cô gái. Đến khi xong việc, cô gái còn khen con heo này đem đi cày bừa cũng ổn đó, bèn trả thêm cho Gia Erfa. Trời đã muộn rồi, Gia Erfa cũng không kịp đưa con heo về thuyền, đành giấu nó vào bồn tắm trong nhà. Hôm sau, hàng xóm chế giễu nhà ông ta: "Tối qua nhà cô đã làm gì vậy? Cứ kêu la rên rỉ, còn khó nghe hơn tiếng heo kêu." Người vợ thấy sai sai, bèn lần theo tiếng kêu. Đến khi tới bên cạnh bồn tắm, trông thấy một con heo mọi to tướng, cô bị dọa đến hét lên. Gia Erfa cũng bị vợ hét cho tỉnh. Xuống lầu thì thấy vợ đứng đó, liền nói: "La hét gì thế, xảy ra chuyện lớn gì vậy?" Nhưng vợ ông ta lại nói: "Anh vậy mà dám tàng trữ heo, đây chính là tội phản quốc đó. Tại Israel, heo được điều dùng để gỡ mình." Lúc này, viên cảnh sát hôm nọ tự dưng tìm đến cửa. Ông ta lật đật mở tủ lạnh, lấy chiếc lọ ra, tặng vội cho viên cảnh sát hòng qua mắt được anh ta. Nhưng ngay lúc này, bất ngờ có một binh sĩ đến đi nhờ nhà vệ sinh. Gia Erfa nói nửa ngày mới khiến vị binh sĩ kia rời đi. Gia Erfa thầm cảm thấy, cứ như vậy cũng không ổn. Thế là mau chóng chở con heo về lại chiếc thuyền. Tối hôm đó, Gia Erfa đã khóc một trận rất lớn, bởi vì ông ta thực sự không dám tiếp tục dấn thân vào nguy hiểm nữa. Nhưng ông ta vẫn chẳng thoát nổi. Cậu nhóc lần trước đã tố giác ông ta, quân đội trực tiếp lên thuyền bắt Gia Erfa đi. Nhưng quan trên rất tò mò: "Ông giữ nhiều ảnh heo cái như thế để làm gì? Biến thái à?" Bọn họ thấy Gia Erfa thật hết thuốc chữa, lập tức cột một giải bom lên người ông ta, bắt ông ta dâng mình cho tổ quốc, còn bắt ông ta cùng với con heo mọi quay vi, tuyên bố ông ta vì để không bị người dân cười nhạo bản thân nuôi heo, mà còn đặc biệt mặc bộ lông cừu cho nó. Hiệu quả khỏi phải nói. Tối đến, lúc đám binh lính đi vệ sinh, cũng không mảy may nghi ngờ gì về con heo giả dạng cừu này. Nháy mắt đã đến ngày đánh bom tự sát. Quan trên đãi Gia Erfa một bàn đồ ăn thịnh soạn, ngay lúc sắp sửa xuất phát, còn gặm một chiếc chân gà. Nhưng Gia Erfa cũng không ngốc, giữa đường nhân lúc vắng người, cởi chiếc áo bom ra, cất vào chiếc xe nhỏ của mình. Nhưng trên đường đi bất ngờ té xuống một con mương, bánh xe đều bị rơi ra. Một người một heo bỏ xe lại, tiếp tục lên đường. Vẻ ngoài của con heo đã lừa được mấy con cừu xung quanh, nhưng làm gì có con cừu nào béo như này. Đến biên giới, ông ta phát hiện nhóm người Nga đang bị trục xuất. Ngay khi đó, con heo đột nhiên xông vào. Gia Erfa còn chưa kịp phản ứng, con heo đã mang theo chiếc áo bom chạy vào doanh trại rồi. Quan trên thấy Gia Erfa đã đánh bom thành công, đoạn vi tuyên bố đột kích của Gia Erfa được phát sóng trên TV. Gia Erfa phút chốc đã trở thành một phần tử khủng bố. Người vợ cũng bị bắt lại. Nhưng điều khiến người ta không ngờ đến được là con heo chưa chết, còn trở thành thú cưng của nhóm binh lính. Rốt cuộc là heo hay là cừu? Gia Erfa được quan trên triệu tập, đánh bom tự sát mà không chết, đúng là trăm năm có một. Nhưng quan trên nghĩ người chết rồi mới có thể báo đáp tổ quốc. Ông bây giờ sống quá dễ dàng rồi, chưa đủ để tạ tội. Thế là quan trên bắt ông tự nã đạn vào người, tự mình kết thúc tính mạng. Nhưng Gia Erfa đến heo cũng không đỡ giết, đừng nói đến là tự sát, trực tiếp ném thẳng cây súng ra ngoài cửa sổ, xoay người chạy ra đường lớn. Không ngờ, người dân trên đường còn xin chữ ký của ông ta, bởi vì ông ta chính là anh hùng của dân tộc. Ông ta vừa ký vừa chạy. Sau đó, Gia Erfa tìm được vợ và mẹ con cô gái Nga. Ngoài ra còn có con heo cùng đồng hành vượt biên. Một heo bốn người cùng phiêu bạt trên đại dương một năm trời, cuối cùng dạt vào châu Á. Gia Erfa ném một cành ô liu về phía người đàn ông, cầu xin anh ta thu nhận bọn họ. Không ngờ, người này lại là thành viên của hội chữ thập đỏ, lại đưa bọn họ quay về. Sự việc đã qua hơn một năm, ông ta trông thấy một nhóm người khuyết tật đang thi nhảy. Quốc gia này đã khôi phục hòa bình, khiến Gia Erfa lại lần nữa nảy sinh lòng yêu quê hương tha thiết. Bộ phim được xây dựng chứa đầy tình tiết hoang đường cùng hài hước, nhưng trải qua một tràng cười sẽ cảm thấy vô cùng chua xót. Gia Erfa sống ở tầng lớp thấp nhất của xã hội, chính là kiểu suốt ngày bị người đời mắng nhiếc và phải hèn mọn chịu đựng bị cười nhạo như động vật, không có khả năng nào trở thành một nhân vật anh hùng. Nhưng ông vẫn luôn lạc quan và lương thiện, tuy không làm được chuyện gì lớn lao, chỉ đơn giản cùng chơi đùa với heo, nhưng không thể phủ nhận, mấy ai sáng suốt được như Gia Erfa cơ chứ. Đối diện với những khó khăn chập trùng, ông vẫn tận tụy trèo chống cho gia đình, mưu cầu tự do. Ai dám nói ông ấy không dũng cảm? Bộ phim tên là Khi Heo Mọc Cánh, đại khái cổ vũ mọi người cố gắng phấn đấu. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại lần sau.